và cái hàng họ với áo là để lấy ví dụ BAOH hai lần nếu mà tất cả đều cùng số mol hoặc cùng nhiều mol đồng cho là bởi vì trong dịch thì người ta thấy là nồng độ mol nồng độ mol là một mờ đấy thì ngày thì đi hoàn toàn tạo thành BA 2 cộng cộng với lại 2 OH trừ thế này có một nhá thì đi thằng này là một ion BA 2 cộng đó một nhân 2 thì là 2 ion OH trừ hai vậy là suy ra trong dịch lúc này là tồn tại bao nhiêu ion ạ một cộng hai bằng ba ion đúng chưa? Ok chưa? Vâng, thì tôi biết là NaCl phân ly tạo thành Na cộng cộng Cl trừ đây là một thì đây là một thì đây là một vậy trong dịch lúc này tồn mấy ion hai ion vậy là ba chắc chắn hơn hai đúng không ạ? Vậy sau khi mình biết như thế thì mình cứ mặc định thế này nếu mà lấy cùng một đồng độ hoặc cùng một số mol thì cứ thằng nào phân ly ra nhiều ion thì thằng đấy là chất điện đi thì thằng đấy chất điện tốt hơn được chưa? Vậy hoàn toàn mình có này hai bốn phân ly ra ba ion hai cộng là ba được chưa? Ok chưa? Ba gì ạ? Ba hai lần cũng phân ly ra vậy vì hai thằng này nếu mà trong dịch mà cùng đồng độ mol thì hai thằng này rất hiện tốt hơn những thằng còn lại được không nhỉ? Em đã hiểu chưa? Đấy nhá, đấy thì chữa bài sau đó là nói thầy chốt lại là có hai cái thằng này là nếu bạn lấy cùng nhưng phải có cái từ cùng nhá, cùng đồng độ mol được chưa? Chứ nếu mà lấy đồng độ mol thì nó lại khác rồi được chưa? Cùng đồng độ mol thì H2O4 và Na bao nhiêu là dẫn điện tốt nhất được chưa? Để trong cái sổ phần bài tập của sau thì sẽ có. Giờ mình sang hai nhỏ chất điện ly yếu. Hai nhỏ chất điện ly yếu. Hai nhỏ chất điện ly yếu. Chất điện ly yếu là chất mà định nghĩa đầu tiên là phần tan trong nước. Phần tan trong nước phân ly một phần ra ion. Chất điện ly yếu chất mà phần tan trong nước phân ly một phần ra ion. Lúc nãy hoàn toàn là gì? Phân ly hoàn toàn 100 thì phân ly 100. Còn bây giờ phân ly một phần thì nó sẽ là 100 nó phân ly thành 1, phân ly thành 10, phân ly thành 99 thì nó vẫn là điện ly yếu. Thế thì từ cái chất điện ly yếu này chúng ta có một cái đại lượng mà đã bị giải tải mà các thầy cô trên lớp sẽ dạy chúng ta. Đấy là đại lượng là độ điện ly alpha thì bằng số phân tử phân ly chia số phân tử hòa tan. Thì cái này nó bị giảm tài nhá. Thầy cô trên lớp có dạy lý kệ không? Được chưa? Cái này không thi để học. Được chưa? Còn cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ học về một cái đó là KC. KC hoặc KA hoặc KB cũng giảm tài. KA hoặc KB cũng giảm tài. Nó là tài 3008. Được chưa? Nghĩa là không có trong này thi nên chúng ta không cần học nhá. Thầy cô trên lớp có dạy cứ dạy lý kệ không? Nhá. Và nếu nó quá khó một thứ hai là cũng giảm tài. Bây giờ chỉ có sinh viên nào trên này học thì học đến cái phần mà độ điện ly KC, KA, KB thôi. Nếu mà học ở phần trung học phổ thông thì cái cách tính toán của em cũng không chính xác luôn. Bây giờ thế nên là người ta bỏ phụ nhá. Chất điện ly yếu là phần tan trong nước phân ly là một phần ion và cái mũi tên biểu thị của chất điện ly yếu đấy là mũi tên hai chỉ là vì thế các bạn thích cho ta cái này chỉ nghĩa này. Thế bây giờ mình có quan trọng nhất là các chất điện ly yếu. Cũng có ba cái cần nhớ. Một nhỏ là chất điện ly mạnh là axit mạnh và chất điện ly yếu sẽ là gì? Axit yếu. Hai nhỏ bazơ yếu. Ba nhỏ
nước và bốn nhỏ là muối của Thủy Ngân cộng với lại muối của Thủy Ngân. Muối của thầy Hai thành ra là cái trên một thôi, trừ thi thì gần như không bao giờ có thi muối của Thủy Ngân, nên các em cũng biết rồi nhá. Để cho thầy ba cái thôi, cái trên mà nếu mà chẳng may gặp thì mình biết là nó là chất điện đi yếu, được chưa? Nhưng mà thi là hoàn toàn không bao giờ có nó, nhất là các trường thi của mình không bao giờ có. Thế bây giờ là axit yếu là gì? Giờ mình lại chơi trò nhắc được tí không? Bây giờ đến hiện ảnh ta cứ đi, em sợ gì? Ta cứ đi, sợ gì? Tắt khai siêu bài, chính xác, thằng này hay thi nhiều lắm. Được. Tắt khai và chính xác. Chị HF chính xác. HF ai H2F chính xác. Nào cũng khoai rồi cũng rời rồi thật. Phát ách anh đứa em, cái này cái chỗ ví dụ để em bị hành hành tên anh chị đó đấy. Có cái ví dụ này thằng nó có nhiều trong quả chanh. Đúng rồi, có cả cái gì? Có cả cái gì? Gì? Acid, acidic có nhiều cái quả chanh. Đúng không? Dĩ nhiên cái phần này nó hơi khó một chút, tại vì là lần đầu tiên chúng ta học nó là chất hữu cơ. Nhưng mà cái thằng này là chất hữu cơ duy nhất là mình phải gặp bên trong phần chương trình đi, chúng ta có quyền hỏi. Tại vì ở trong ví dụ của em trong sách giáo khoa có ấy, trong sách bài tập có, được chưa? Nên là nó là acid hữu cơ là CH3COOH, được chưa? Nhớ nhá, thằng này là axit acetic có nhiều trong quả chanh, thằng này là chất hữu cơ. Thế thì tổng quát một chút ạ, bởi vì hoàn toàn các em đều học các lớp nâng cao nên rất dễ được hỏi những câu nâng cao. Thì ví dụ những cái thằng mà xếp ba xếp quát này nó có ra tổng quát của axit hữu cơ là RCOH, được chưa? Bọn RCOH có thể là HCOOH, C2H5COH, thì nghĩ đến đây là nâng cao lắm rồi. Bởi vì phần axit là phần cuối cùng của lớp 11 mà chưa thôi, được chưa? Thì dĩ nhiên là nếu mà chúng ta học thì cũng phải học đến anh này thôi, được chưa? Tất cả những cái mà các em nói trên này là đủ hết rồi. H2CO3, H2F3HF, H2F, được chưa? Thầy bổ sung thêm một anh nữa. Một anh này nữa không phải là axit yếu, nhưng nó là axit trung bình, nhưng nó lại cũng được xếp vào phần chất điện đi yếu. Máy này lại là anh ở trong phần hợp của lớp 11, đó là anh acid phosphoric H3PO4. Nó không phải acid yếu chứ, chẳng phải bao giờ yếu cũng phải muối, nhưng nó là acid trung bình. Acid trung bình, nhưng nó được xếp vào chất điện đi yếu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok chưa? Bây giờ bao giờ yếu? Bao giờ yếu là những thằng nào đứng ở đâu? Từ magie trở đi, đúng không? Lấy cả magie, thế bây giờ chúng ta phải hết, đúng không? MLOH 2 lần, đúng không? Gì ạ? ALOH 3 lần, ZLOH 2 lần, vân 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 vân, đúng không? Thế ở đây bây giờ thì ghi thôi này, tachyoxit MOH tất cả N lần, chú ý là M đúng sau magie, được không? Được không? Và ở đây bây giờ tất cả bọn đấy thì chỉ ghi những thằng hay thi thôi nhá. Thì ghi những thằng hay thi là những thằng này hay thi này. ALOH 3 lần. Buổi sau chúng ta học thì ta sẽ biết ALOH 3 lần không phải là bazơ, mà ALOH 3 lần là chất nước tinh. Bây giờ nó có tính bazơ và tính axit. Nhưng bây giờ mình chưa học thì mình xếp ở đây cho mình dễ hiểu, mình dễ nhớ. Ở trên chỗ này thì ghi là gì? Sau bazơ. Thực ra chỗ này ghi chuẩn là hydroxit kết tủa, nhưng mà ghi như thế thì nó hơi khó liên lạc với lại bảng ở bên trên, để ghi lại cho dễ nhớ nhá. FeOH 2 lần, FeOH 3 lần, vân vân, được chưa? Nước thì ta biết nhá, không phải tại nước. Bây giờ mình sẽ đi viết phương trình. Phương trình nhận đi
nhiều bạn biết cái ví dụ của phương trình phân ly như này. Phương trình điện ly H2O điện ly một phần H cộng cộng O2 trừ. Cái này là sao? Chúng ta không có A ion O2 trừ ở trong chương trình. Nhớ chưa? Và chúng ta chỉ có A ion OH trừ mà thôi. Vậy là nước đây điện ly tạo thành H cộng cộng O2 trừ. Nhớ nhé. Mũi tên là mũi tên hai chiều do nhà điện ly không hoàn toàn. Mũi tên hai chiều nghĩa là chiều ngược lại có thể xảy ra, H cộng cộng O2 trừ ngược lại có thể tạo thành nước. Được chưa? Và bây giờ em viết cho thầy cái phương trình điện ly của HF xem. Thầy hướng dẫn ta viết dễ dễ trước nhá. HF. Được chưa? Sau đó chúng ta viết đến H2S. Rồi chúng ta viết đến mấy thằng hai thi như H2CO3 và H3PO4. Nghe em tự viết trước rồi đấy. Sau đó thầy hướng dẫn. Anh này là
5, vậy sau mày làm 15. Vậy có nghĩa thế này ạ, sau khi thả 100 phân tử H2S vào trong dung dịch thì dung dịch lúc này của thầy sau khi điện ly H2S còn 80, H2S còn 15, S2 trừ thì có 5 và H cộng thì có 25. Đúng không? Thế nếu mà chúng ta mà biết phương trình này thì mình chỉ nhìn thấy có H2S, có H cộng, có S2 trừ, biến mất bất cứ cái gì? H2S trừ. Đúng chưa? Thế nên là khi mà chúng ta biết phương trình điện ly chúng ta phải cực kỳ chú ý cho việc này. Dĩ nhiên, đi thi ở trên lớp, đi học trên lớp cũng sẽ không biết phương trình điện ly. Chỗ này thì giải cho chúng ta hiểu là vậy suy ra ở đây là bên trong dung dịch của một cái chất điện ly yếu như H2S thì nó tồn tại đầy đủ các yêu là H2S, H2S trừ, S2S trừ và H cộng. Nó sẽ có một cái câu hỏi ở trong phần mà trắc nghiệm chúng ta để tìm kiếm cho chúng ta, được chưa? Vì vậy nên ở đây chúng ta sẽ suy đạt là trong dung dịch H2S thì sẽ tồn tại các chất đây, không còn ghi số rồi, số thì ghi ví dụ thôi, số thì ví dụ chúng ta hiểu. Đang chỗ này là mình hiểu, không phải là thế giờ các bạn là các em có thể viết cho thầy H2SO3, H2SO3, H3 thì còn là thằng C3 sẽ bắt thầy gợi ý ạ. C3 sẽ bắt thầy gợi ý khó nên thầy gợi ý các dạng tổng quát của nó. RCOH điện ly 2 chiều tạo thành RCOO trừ cộng H cộng. Thế tự nhiên phải viết được về thằng C3 sẽ bắt thầy này. Bây giờ thì chúng ta tự viết cho thầy H2SO3, H2SO3, H3 về
viết cái thằng thai CO2 nữa. Thằng thai CO2 điện ly không hoàn toàn AF cộng điện ly lớp 1 nắp cộng cộng nắp CO3 trừ lớp 2 HCO3 trừ điện ly tạo thành CO3 2 trừ cộng H cộng. Với lại trong dịch sẽ tồn tại cả H2CO3 cả H cộng cả HCO3 trừ cả CO3 2 trừ H2 các bạn thì tương tự như H2CO3 cũng biết đi nhé, thay mỗi C vào S thôi. Rồi thì biết là H3PO4 H3PO4 này điện ly không hoàn toàn tạo thành H cộng cộng H2PO4 trừ. Cứ vứt một H cộng ra thì thằng này sẽ là một trừ. Tiếp tục H2PO4 một trừ điện ly không hoàn toàn tạo thành H2PO4 2 trừ cộng H cộng. Tiếp tục là HPO4 2 trừ điện ly tiếp có hoàn toàn phải H cộng cộng PO4 3 trừ. Vậy trong dịch lúc này tồn tại những yêu vật chất nào? Bởi vì nó có mũi tên 2 chiều nên nó sẽ tồn tại gì ạ? H3P4 vẫn còn, đúng không? H2PO4 trừ vẫn còn, HPO4 2 trừ vẫn còn, PO4 3 trừ vẫn còn và có cả H cộng nữa. Thế còn lại cái câu mà câu coi sự điện ly nước là không đáng kể, câu này là thầy nó liên lạc với cái bài sau, mình chưa bài sự điện ly nước để cho vào đấy để cho cái câu trả lời nó đúng, được chưa? Đấy. Thì cái câu hỏi là trong thứ H3 cái bốn đã tồn tại những yêu và phân tử nào thì hoàn toàn chúng ta có thể hỏi, nên thầy mình chưa thể hỏi, được chưa? Nó đòi hỏi việc chúng ta phải hiểu là lý thuyết của trên nhá, được chưa? Hiểu không? Và mình sang phần phân tích phần ba giới yếu. Cái vấn đề phân tích về thành ba giới yếu này là một vấn đề nó khá là nhạy cảm, bởi vì thế nên là em nhìn thấy là trong sách giáo khoa của bạn nên là sẽ không thuyết phân tích về ba giới yếu này như thế nào, mà cái phần này người ta chỉ phân tích ở trong phần sách giáo khoa tăng cao thôi. Nhưng mà ở đây thì thầy vẫn cứ nói cho chúng ta để chúng ta hiểu nhé, chứ không thi mấy cái này là viết mấy phương trình thì nó không thi nữa. Mà trong đề thi nó chỉ hỏi này, trong thì các bạn cũng tồn tại những điều như thế nào, rõ ràng mình mà không biết viết phương trình như thế này thì em sao mình làm được thế này, đúng không? Đấy. Thế bây giờ cho thầy phân tích chúng ta về thằng mà hay bị hỏi nhiều nhất. Thực ra là hay bị hỏi nhiều nhất ngày xưa thôi chứ bây giờ nó không bị hỏi nữa. À đúng không? Thực ra nếu bây giờ mà thi trung học quốc gia ấy, mà mình bỏ các cái thi ở trên lớp đi thì mình chỉ cần nhớ là các bạn được chất lý rồi, được chưa? Thế ở đây mình có này, AlOH 3 lần thì điện đi như thế nào, thằng này chất kết của cũng được chính là chất điện đi yếu mũi tên 2 chiều, được chưa? Nó sẽ điện đi từng phần ra OH trừ AlOH 2 lần trừ cộng cộng OH trừ AlOH 2 lần cộng điện ly tạo thành AlOH 2 cộng cộng OH trừ AlOH 2 cộng điện ly không hoàn toàn tạo thành nhôm 3 cộng cộng OH trừ, được chưa? Viết chuẩn nó là phải viết như thế này. Nhưng mà bởi vì thế này, bọn em sẽ nhìn thấy thằng này trông rất là khó chịu. AlOH cộng 2 cộng, đúng không? Bởi vì mình chưa nhìn bao giờ. Thế nên với phần ba giới yếu của ta lại chấp nhận cho em được viết như thế này. Là tạm chấp nhận như vậy. Được chưa? Về mặt bản chất là biết như này đúng nhé, nhưng người ta lại tạm chấp nhận cho biết như thế. Được chưa? Dĩ nhiên đây là dạng hiểu, có khi nó không thi vào cái nào.
nó cũng chẳng thi là thằng A là H3 lần trong dung dịch tồn tại như ông cơ thể này. Được chưa? Nó thi chỉ có thi là H3PO4, H2SO3. Được chưa? H2SO3, H2SO3. Không thi này, cái này là giảm cho ta hiểu. Được chưa? Hiểu được phát sát của ai mà sau ông nói đấy. Nhá. Đã hiểu trên đây. Thầy vừa hướng dẫn, thế bây giờ thì chúng ta phải viết cho thầy được thằng FE H2 lần, FE H3 lần. Viết theo công trình này thôi, không cần viết theo ba cái kia. Bây giờ viết theo cái dạng. Thế ở đây thì sau khi viết xong cái này nhá, thì có một câu hỏi là cho các em về nhà. Nếu thì xóa cái này đi thì là tồn tại bao nhiêu chất và ion trong dung dịch H3 và xóa cái công hoàn tồn tại những ion và phân tử nào. Mọi người xóa đây đi. Muốn trả lời được câu hỏi này thì phải về nhà đọc cái bài số 2. Bài số 2 sẽ các bạn nhé. Thế là hôm nay thì hướng dẫn chúng ta hết toàn bộ bài số 1 chương số 1 chưa được đi. Được chưa? Phần bài tập về nhà thì nghĩ rằng là chúng ta cũng chưa cần thiết phải làm, vì là ở bên trong cái quyển sách thì có hết rồi, nhưng mà hôm nay thì chưa mang sách. Được chưa? Các em chỉ cần về nhà đọc lại cho thầy những cái phần cần nhớ sau, cần nhớ sau thực sự cần nhớ, còn những cái mà thầy giảng đây là thầy hiểu nhé. Thứ nhất là chất điện bị mạnh, những cái đảm chất điện mạnh. Thứ hai, những cái đảm chất điện yếu. Người dân vậy thôi, chỉ nắm được đâu là chất điện mạnh, đâu là chất điện yếu là sao. Cái bài này buổi sau chúng ta sẽ học sang cái phần về bài số 2 là về axit bazơ ngưỡng tính trung tính, cái bài cực kỳ quan trọng. Tiếp tục, bởi vì là axit thì các em học ở hồi lớp và hồi cấp 2 axit khác, nhưng bây giờ khi mà lên cấp 3 nhá, lên cấp 3 thì chúng ta sẽ gặp những cái thằng axit như thế này. Để lấy ví dụ nhá, đối với em học thì FeCl3 là gì ạ? Các bạn học FeCl3 là gì? Muối đúng không? Cấp 2 mình học N2CO3 cũng là muối đúng không? Thế nhưng bây giờ thầy muốn quỳ vào FeCl3 thì biến chủng màu đỏ này. Thầy muốn quỳ vào N2CO3 thì chuyển màu xanh. Được không ạ? Cái này là thực tế luôn nhé, không phải thầy chiếm gió đâu. Nhúng quỳ vào FeCl3 thì quỳ chuyển thành màu đỏ, nhúng quỳ vào N2CO3 thì quỳ chuyển thành màu xanh. Được chưa? Và thế này, nó có một cái phương trình và cho đến bây giờ rất nhiều anh chị lớp 12 nhầm. Thì nhầm thì đến bây giờ nó không sửa được, bởi vì nó không biết thì có xài đâu. Còn lại cái khởi nguồn của cái phương trình này là lớp 11, là bài buổi sau. Nếu không học bài buổi sau thì không biết được phương trình này. Đấy, N2SO3 của FeCl3 100% em, à, khoảng 100 đứa lớp 12 em hỏi thì 80 đứa sẽ biết là Fe2CO3 và là cộng N2SO3. Và như vậy 100% là chỗ đây là sáng. Bởi vì thực tế cái câu này câu hỏi thế nào thì nó sẽ phải là FeOH 3 lần kết tiểu màu đỏ cộng với lại CO3 gây chỗ này có thứ nước. Đấy, thế nó mới đặc biệt. Thì cái phương trình này phần cấp 2 không giải quyết được. Được chưa? Thế nên là cấp 2 mình học về axit rồi nhá, học về bazơ rồi nhá, học về trung tính rồi nhá, học về lưỡng tính rồi nhá. Nhưng lên lớp 11 này mình phải học lại hết toàn bộ những cái. Được chưa? Thì những cái về axit bazơ lưỡng tính trung tính đấy là của nên là cái thằng chất điện đi là nền tảng thì nó mới xây dựng được đấy. Được chưa? Thì thầy rất là muốn là về nhà các em đọc sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa của các em thì nó sẽ có là học về chương trình một chương trình một thuyết thôi, thuyết a lý hữu. Thầy chỉ cần em đọc một cái thuyết đấy thôi, buổi sau thì sẽ dẫn đọc một thuyết khác, thuyết của sẽ thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn về axit bazơ lưỡng tính trung tính. Hôm nay thì học chúng ta tập được tới đây. Được chưa? Không phải là về nhà.